Chào các bạn, thì clip ngày hôm nay Dương lại tiếp tục đi thăm những cái bãi gắn nha. Thì clip ngày hôm nay Dương sẽ đi thăm 30 cái bãi gắn nha các bạn. Thì hành trang thăm bãi gắn hôm nay thì gồm chuột lúa và chuột tôi đừng gắn và lúa thì tăng cường thêm dưa leo các bạn. Ngày hôm nay Dương đi thăm và Dương sẽ đặt thêm 20 cái bãi nha. Trong cái bịch này là 20 cái lúa Dương sẽ để ở trên đây nữa các bạn. Trong đây Dương có một cái nè. Cái khu này là Dương mới phát hiện và Dương đặt 30 cái bẫy. Và cái điểm này thì Dương cảm thấy thì rất là ngon. Cái điểm này mà nếu mà nó không dính nữa là Dương hết biết luôn rồi nè. Ở đây giờ đồng nghiệp làm dữ lắm nha các bạn. Quá trời làm, chịu nổi với đồng nghiệp. Ngày hôm nay Dương đặt những cái bẫy này theo những cái hồ thôi bạn. Hy vọng là ngày hôm nay nó đừng mắc bẫy nha. Chứ điểm này Dương thấy cũng nguy hiểm lắm. Đây mới sáng sớm rồi. Hình như chết cái gì à? Chết cơ bạn ơi. Trời ơi, chuột chết đâu đời nào. Chuột nó chết đâu đời nào bạn ơi. Ai không dính rồi. Trên góc trên đây còn một cái nữa. Tìm mấy cái điểm này kiếm hàng khủng khủng luôn. Coi còn khủng khủng không đây. Ở trong lỏng luôn rồi. Trời trời, chuột có chết đâu đời, có lý nào không ơi. Banh thấy hết trơn các bạn. Hai cái tiền không dính nè. Trời trống lỏng trời. Trời có hàng mà ơi. Cái thứ ba dính nha. Con ngựa chút xíu. Cái luồng bẫy mới đặt, mới thăm cử đầu tiên mà dính ngựa nhỏ xíu gì là thấy buồn rồi đó bạn ơi. Không biết sao buồn không, là chứng tỏ khả năng này rất nhiều anh em đồng nghiệp làm lắm rồi nha. Ủa, con này nó không dữ vậy trời. Bởi vì cái bẫy gắn này bạn, con hổ ngựa nó mau chạy nhất nha, trong tất cả các loại gắn. Mà nếu mà chín con ngựa to là chứng tỏ mấy khu đó sẽ gắn sẽ còn nhiều. Dính gắn nhà ngựa nhỏ này là thôi bệnh nè. Bạn trăm ra. Ui, trời ơi. Dịp sao nó gãy gan tội nghiệp nữa. Đây là hổ ngựa này, hổ ngựa đỏ mà vàng đỏ. Ngựa đầu tiên. Tôi gắn hổ ngựa này nó cắt là không dữ nha, nhưng mà nó không có độc rồi. Cắn là nhiều anh em nào mà thích độc đó là cũng đau ngứa lắm nha. Rồi, ngon lành. Còn cái hố dưới này họ là dừng con cái này. Đâu rồi trời, trên đây dưới đất. Tuốt trong đây rồi, thấy cái lỏng trong lỏng mà. Chuột còn sống luôn, không dính.
thôi. Thấy em dòng cái bờ hồ này giờ thăm nãy giờ hai cái mà chưa dính các bạn. Địa điểm ngon chưa chắc gì đã có gắn đâu nha, phải đặt xuống mới khẳng định được. Tại vì bây giờ nhiều anh em làm quá. Bây giờ trời ơi, không có đâm mất luôn. Anh em làm quá mà. Đây nó trống lắm, trống lúc chân đặt lấy cỏ đậy đồ lại. Thêm con coi. Nhà hiệu rồi mọi người. Phải là bẫy mới của Dương mới làm. Ngoài hết lúa, hết chưa leo luôn. Bẫy này có con hơm. Không phải ngon là dính đâu bạn. Cho dù cái chỗ nó không ngon mà nó còn gắn. Ít có anh em nào đặt, mình đặt xuống cái là dính liền à. Còn điểm ngon anh em đặt hết rồi. Khu đây ngon quá trời luôn, làm gì đồng nghiệp bắt hết gắn hay sao mà. Hai cái cỏ ở đây trời à. Trong đây. Ủa có hàng bằng phần rồi coi. Phần này hổ hành 100% bự lên đây. Trời cũng được rồi. Chứ không to. Không to mà không nhỏ các bạn. Hành này hành nhì 350g. Ở đây khu này mới sáng sớm mà người ta đi giăng lưới xịt cá dữ lắm, đông rồi bạn. Mới vô hai bữa rồi, con này coi thứ hai rồi, chết luôn này. Vô à, làm gì thì phải quấn anh lại các bạn, không quấn thì hắn nó chui ngược lại được rồi. Rồi, hai con rồi đó nha. Thấy chứ đó lại còn suối rồi bà. Đang lát chừng tầm cái bẫy trong đây gồ đầu lội ngang xuống nha. Lội ngang xuống này phải cởi quần cởi áo luôn bà. Mình qua bên kia bận lại cho nó khô ráo nè. Thôi nó ướt nó lạnh hết. Dính luôn mà thấy trời ơi con ngựa. Thấy hơi nặng nặng tay tới đâu vô rồi. Cũng được rồi, ngựa không trời. Ô ngựa này cũng trọng rồi, chứ không có nhỏ nha. Ngựa đỏ. Rồi cũng được đi, bắt nó ra luôn. Nhưng vô đây Dương đem 7 cái này vô đặt thêm rồi. Sáng đem 20 cái mà chưa đặt được cái nào hết. Vô rồi thăm 2-3 cái nữa ở khu này hết rồi. Tao đặt thêm 7 cái nữa. Ê, cái con khổ. Ôi. Ngựa nó ngủng rồi. Trời, tạp kìa. Trời. Trời. Nó hùng chữ ghê nè bạn. Nhưng mà rồi gắn này thì nó không có độc. Gì mà kênh xà mâu dữ vậy em? Đớp đó nha bạn. Khùng nào. Má ơi. Rồi. Gì là xong nha bạn. Ngựa cục đu. Rồi đi ngựa máy nha. Cô phân mở đây. Cô hàng này. Trời ơi trời, còn không ngựa nữa con ơi. Đi ngựa hoài trời. Ngựa này cũng trọng thôi nhưng mà nó không được to nha bà. Nó ngày nay gắn cái gì được không mà. Ngựa gì đi không. Ngựa này thì cỡ cỡ mấy con nãy cỡ bốn lạng rồi mà. Chết, dên hành gì nó đi đâu hết trơn rồi.
Còn nữa không? Cái này vô cũng khá lâu, bịch lúa Dương để cho chuột ăn mà chuột chưa ăn nữa nha. Rồi. Bốn bạn nữa bạn. Trời ơi. Anh nó. Con ngựa là vậy nha bạn ơi. Cái lầu nó là vậy nè. Buông ra là nó đớp. Ở ngoài đã thấy mình nó gượt mình luôn. Em nhìn hàm răng nó. Đó. Ồ, con này bốn lạng hả bạn. Tiếp tục con ngựa nữa. Bay đi chỗ nào trời. Đây rồi. Trong lòng hết. Chuột sống luôn hiểu rồi. Không dính nhau à. Ăn hết lúa, hết chu leo luôn. Rồi, thì nãy giờ Dương đi đặt 13 cái bẫy bạn ơi. Ông Yết thì nó quýnh tè le hột mẹ chứ. Và cái khu này Dương chăm thêm, và cái khu này Dương đặt con cái Dương lại đây thì nó dính được con ngựa nữa các bạn. Mà ngựa này nó cũng nhỏ chứ nó không có to nữa bạn. Tại trời nay dính ngựa không à. Khu này giờ nó khô quá nha bạn. Nè, 3-4 lạng gì, gắn này vô khá là lâu à. Đặt bữa trước bữa sau dính nè. Đây. Chỗ nắng nè. Đặt bữa trước bữa sau dính nè. Chuột đang bịch lúa mới 55-55 mà bạn. Con này thì bằng mấy con kia bạn. 4 lạng, 3-4 lạng gì không. Tốt luôn. Vậy là ngoài cái cũng quá phê bạn. Thôi để cho Dương tạm thời qua gắn là luôn nha. Không quay khúc bắc và Dương sẽ đi à. Còn 6-7 cái nữa Dương đặt rồi bắt đầu tiến hành đi thăm các bạn. Vâng, chạy qua bên khu kia chứ. Khu kia thăm luôn. Thăm rồi chăm thêm thôi các bạn ơi. Cái khu này thật sự với các bạn, cái khu này là lúc mà Dương đi đặt á là Dương thấy cái Dương đi không nổi luôn. Ngon nó tóc lên banh chanh chứ không trời. Nó ngọt khiếp hồn luôn mà không thấy dính gì trơn mọi người. À, còn chuột luôn rồi. Ngồi trong ngóc bệnh. Khu này Dương có đầu 6 cái hay 7 cái gì. Này Dương, bữa nay Dương tăng cường thêm. Mà thấy tình hình kiểu gì kỳ cục quá bạn. Thấy vô thăm bên kia một cái. Và đang cái nữa là 2 cái mà chưa thấy hiện tượng gì hết. Mà chuột còn sống đâu. Kỳ thiệt trời. Khu này nó đặc biệt đặt gậu sao ta. Điểm ngon bây giờ hầu như là bị đặt hết rồi bạn. Cái khu này gì mà hôm nay không còn con rắn nào cho trời. 6 cái mà giờ thăm 3 bóng cái gì. 6-7 cái mà thăm 3 bóng cái chưa thấy hiện tượng gì luôn mà. Ôi cũng lỏng nữa rồi. Ôi ôi. Hai cái khu này thua rồi. Khu này tha khả năng làm nghiệp làm 80% mà. Khu này kiểu gì kiểu thăm phải dính luôn. Thăm bên này không thấy dính luôn. Thua rồi. Cái điểm 7 ngày hôm nay mà không dính con hành con dễnh nào mà to hết là nó quá trời dở luôn mà. Nhưng không tin được chứ. Đâu mà không còn con ngắn luôn trời. Điểm gì nó ngon. Hết hồn ngon rồi không dính luôn. Gần hết 7 rồi bạn. Rồi cái sào nữa. Chết nữa. Uông chuẩn đi rồi bạn. Hóa tay luôn. Cái điểm này thua luôn. Gần thật chứ. Hai dính con cho to rồi trời. Trời đất lạnh cũng lạnh nữa. Khu này thật sự không có gắn. Cố gắng lại cử này là phải dính rồi. Cử này mà không dính được luồng bẫy này hả. Buộc đau găng nữa rồi đó. Góc bên đây Dương còn cái nữa. 30 cái bẫy.
Nay chín ngựa không còn hành một. Cá mùa này sự quá trời chua. Nói vậy thôi chứ mọi năm á các bạn, tại Dương đặt cái tháng này nè, vẫn dính nó ok lắm nè. Này là cái này là do chất nông nghiệp đặt trước rồi và rắn đã giảm mà. Mình vô khu này dính được con ngựa nhỏ luôn mà Dương chưa có bắt ra nữa, nằm trên đây. Đây là lúa. Thì cái bãi này tắc chuột nó cũng còn luôn chứ không dính. Chỗ buồn thành bãi có cái lợp nó không dính. Cái bãi này sao dính thiệt, y như gà nó te luôn. Còn chuột luôn, ăn hết lúa hết chưa leo luôn rồi. Mẫu này mẫu bẫy mới. Đợi chờ chuyến sau của nó là sao. Chuyến sau mà nó không dính nó là hiểu xác định khu này. Nó bữa nay đem theo mấy cái, đem vô đây thêm một mớ bẫy nữa để đặt thêm nữa, mà kiểu này hết hy vọng. Thấy khu này ngon quá mà đợt mình đi đặt á, ít bẫy quá. Đây, vô cái khu này dính được con ngựa mà. Con ngựa đen nha, mà nhỏ nè. Mà cái này làm như nó trong hang mới ra vậy bạn, nó mới can xào ăn luôn nè. Bữa nay ngựa không mà bạn có con hành một 30 cái. Bây giờ Dương ơi đặt mấy khu này tất toàn là gắn mót anh của anh em không, chứ không có còn ghiên được nha bạn. Nói chung là dính thì còn cũng khá là ok, nhưng mà ngựa không. Túi 7-8 con nhiều, 30 cái dính 7-8 con ok lắm. Cá là ngựa không nha, túi luôn. Còn hành nhì nhiều ngựa không, hôm nay còn con nữa chứ. Thôi về bạn ơi. Bữa nay thất nữa rồi. Bể đầu. Đến đâu khu này có hàng khủng cho anh em xem mà, nhưng mà không ngờ bỏ tay. Tôi thì cũng cho Dương cảm ơn anh em đã xem hết clip của Dương nha. Còn bây giờ thì cho Dương xin kết thúc clip. Bye bye.